tăng ta răng ta răng ta răng ta răng ăn nha. Ok, hello, chào gọi là xin đây anh nha. Và chào các sĩ đô của mình. Và chào các bạn trở lại với video của mình thôi. Thì ok các bạn, và như các bạn tôi đề thì tôi không bật được ép đắm, mọi người tức ghê á. Thì như các bạn đã tôi đề, hôm nay tôi với Cairo sẽ thử thách gọi là ai là người hiểu Hero Team nhá. Đó, ok, wow, ok. Wow, trời, tất nhiên Cairo là người hiểu Hero Team nhiều hơn rồi. Chắc không, rồi. Trời, tại vì Sim rất là lắc luôn, Sim làm gì hiểu mọi người được. Để coi bây giờ ông với tôi solo ai hiểu Hero Team nhất không. Rồi, ok luôn, solo coi ai nhiều điểm hơn nè. Rồi, ok các bạn. Thì các bạn cũng đừng quên chấm điểm coi ai là người hiểu Hero Team nhất nha. Mình với Cairo solo nha mọi người. Rồi, ok. Câu hỏi đầu tiên, Hero Team có bao nhiêu thành viên? Đơn giản đúng không nào? Cái nhớ là tôi chưa kịp nói nữa. Bây giờ tôi hỏi xong cái ông phải trả lời luôn. Đấy, ok, tiếp theo nè. Số sub hiện tại của Hero Team là bao nhiêu? Ok, câu trả lời đầu tiên là 6 tới 7 triệu sub, thứ hai là 8 tới 10 triệu sub, và tiếp theo là 1 với 2 triệu sub. Cái này là loại nè, cái này là loại nè. Bây giờ cái team ai trả lời trước đây? Rồi bây giờ là như ta mọi người, trời bây giờ team mình gọi là lên sub liên tục sao mình biết được. Thôi bây giờ là mình thì mình trả lời trước đi, mình là con gái mà nên mình sẽ chọn. Rồi, là ok, bây giờ Kai sẽ cho team trả lời trước rồi sau đó dán sau là Kai trả lời trước đó. Rồi, team mình là 6 tới 7 triệu. Đúng rồi, trời ơi, tôi mà. Rồi, đó, ok. Đó. Tiếp theo Hero Team thì có bao nhiêu cái nút vàng? Hero Team thì chắc chắn là sẽ ủa cái này bác này làm lâu rồi mọi người. Đấy, nên chắc là không cái bác này như lâu lắm rồi. Ủa, 5 nút vàng nè. 5 nút vàng. Mình cứ tưởng là 3 chứ, để đọc coi. Ở đâu cái nút vàng trời. Mất tờ vật phong cực, TV, Mia Simi, Siro. Và trời, tôi đang đọc câu hỏi mong nói. Và cây gòn, cái này lúc này chưa xa. Ok. Và tiếp theo là gì đây? Tiếp theo ai sẽ là người tiếp theo có nút vàng? Trời, cái này dễ rồi mọi người. Siro Official, Sammy và là vật. Trời, câu này quá dễ. Câu này cho cây đoạn chứ. Chứ là Sammy rồi, trời, câu dễ ẹt luôn trời. Đúng rồi, đó, người có tiếp theo là Sammy. Nhưng đấy là hồi trước nha mọi người. Đó, cố gắng nào, còn Simi gần 2 triệu sub rồi. Nhưng mà bây giờ mình sắp cố gắng gọi là vượt lên 3 triệu sub mọi người. Rồi, ok. Tứ trụ Hero Team gồm những ai? Trời ơi, câu này dễ quá cay ơi. Rồi, cho ông đoán á. Mr. Vật mèo Simi Phong. Trời Simi, chị nghĩ vậy chị ơi. Trời ơi, câu này dễ quá trời luôn mọi người. Rồi, ok. Dễ gì đâu tiếp luôn. Tiếp theo nè. Kể tên các thành viên trong Hero. Ôi, cái này đúng dễ hơn nữa. Ôi, không được nhìn. Bây giờ cái đứng trước mặt tôi, ông kể thử coi. Okay, những thành viên trong Hero Team thì Mr. Dịch nè, Caron, Phong Cận, Siro, Simi, Sammy, Kamui, Mimi. Đó, ok, những này mắc cũ đó, mọi người thông cảm. Hãy đừng có rất là nhiều câu trả lời, mọi người phải đọc kỹ. Đấy, đầu tiên là vật Phong Cận. Cairo, bây giờ mình đếm con trai đi. Vật Phong Cận Cairo là 1, 2, 3, 4. Ủa, có mèo béo là sai nè, không đúng mèo không béo đúng. Là sai rồi. Rồi, bên này là gì đây? Vật Phong Team Kamui, Simi, Sami. Ôi, có gì đó. Cái người là sai luôn rồi. Rồi, đây, chắc chắn câu trả lời bên này là đúng rồi nè mọi người. Chắc luôn. Đó, quá là đơn giản. Trời ơi, đỏ lồn, trời ơi. Cái của Kai nè, cái của Kai. Rồi, đọc thử Kai. Hero Team có bao nhiêu cặp đôi? Hai cặp đôi. Đọc tên hai cặp đôi coi. Thì Kairon và Simi và Phong Cận và Sammy. Đúng rồi, đó là hai cái cặp đôi gọi là hồi đấy của Hero Team cho mọi người. Còn mọi người mà mọi người ship dịch với Kamui thì cái đó không biết nha, cái đó là do ship thôi chứ đâu phải là người ta là cặp đôi đâu. Người yêu của Phong là ai? Trời. Kamui. Gì vậy? Ở đây chúng ta có Simi nè, Sammy nè và Kamui. Trời đất ơi, tôi chắc chắn con này quá dễ luôn, bạn không trả lời được, bạn lấy gọi là gì ta, không phải fan luôn á nha. Trời, con này quá dễ luôn. Đây, ok, dành cho bạn nào cần tên thật của Sammy là Trung Thị Anh Đạo, còn tên của Phong là Nguyễn Thanh Phong. Trời ơi, bạn này biết tên thật luôn á Kai. Trời đất ơi, ghê quá. Rồi, người yêu của Kai đó là ai? Rồi, cho ông đoán á. Kamui là Timmy, Simmy. Đúng rồi. Trời đất ơi, ông đã ông của Simi là Trương Thị Trúc Đào, còn Kai là Nguyễn Thanh Quốc. Wow.
Rồi, ok, các bạn tới với câu hỏi tiếp theo cho mọi người. Rồi, coi, tên thật của Camui là gì? Trời ơi, rồi, bây giờ không được nhìn kết quả, nhìn vô mặt tôi đã. Rồi, tên thật Camui là gì? Vũ thì Kim Thanh. Đúng rồi, ok, Vũ thì Kim Thanh, đấy, Camui. Còn này là gì đây? Ai biết? Trời đất ơi, ok, tiếp theo nè. Bộ ba bá đạo gồm mấy gì ta, những người nào, dùng những ai đấy, ok, chúng ta cho cây đoán á, đấy là đời đầu lúc mọi người. Cái này là thời đầu của Ego Team các bạn ơi, thời đầu là chúng ta chỉ có gồm hành vi cũ Timmy nè, Dịch và Phong Cận nha anh em. Đó, ok, cái này thì chắc chắn là câu giữa rồi mọi người. Đó, quá là đơn giản luôn. Đây cặp đôi gọi là như bộ ba đầu tiên của Hello Team luôn mọi người. Rồi, bộ tiếp theo. Bộ 3 triệu sub có những ai hả? Bộ 3 triệu sub, trời ơi, cho cây đoán đó nha. Cho cây đoán. Như là Jimmy, Dịch với Phong thì phải, Hello cây được nhớ là vậy. Đúng rồi. Trời ơi, cây giỏi với người ta rồi, để tôi đọc câu hỏi. Camui và Cedar có gọi là thành lập ra băng nhóm nào không? Bộ đôi siêu quỷ. Trời ơi, tôi chưa kịp trả lời, muốn trả lời rồi. Tôi phải hỏi ông trước chứ. Từ từ, ông không được nhìn kết quả. Không được, chết ra. Để tôi đọc. Tứ trụ Hero Team. Cái gì ta? Tôi chưa đọc mà. Trời ơi, vấn đề là tôi phải đọc câu hỏi cho bọn fan trả lời. Trời ơi, ông làm gì mất hay rồi. Trời ơi, tôi thế một người cay. Tôi chịu đúng mọi người. Chứ kịp đọc với bọn fan. Ông đi ra, không được nhìn gì chứ. Đi ra. Đây, tôi đọc cho. Hero Team đang có những bài rap nào? Ok, trả lời coi. Trả lời. Ủa gì thì hỏi cắt ta. Trời ơi, tôi nhìn mặt ông mà tôi. Anh em top nè. Rồi. Tình yên nè, ghét tao nè, miệng đời nè, đừng quên tình yêu nè, bước vui quy nè. Ok, rồi về cho ca chọn gọi là gì là câu trả lời á. Đấy, tức là cái câu đời dài nhất là, ấy, ok, quá là nhiều luôn mọi người. Hello Team rất là nhiều sản phẩm âm nhạc nha mọi người. Đấy, ok. Đây là dưới sản phẩm âm nhạc cũ nha mọi người. Đúng còn rồi, đến tiếp bây theo, giờ chúng tiếp ta theo. Có rất là nhiều luôn. Ai như là tôi nè. Ai là thành viên cũ, ai là thành viên bí ẩn của Hero Team. Đấy, ok, bí ẩn à. Ủa? Làm gì có đâu, làm gì có ai biết ở đâu. Xin nghĩ chắc không có ai hết trơn á. Không có ai thiệt nè. Không có ai, rồi đi ra đây, tôi đọc câu hỏi. Ai có nhiều, có chiều cao thấp nhất Hero Team. Rồi, câu này không cần hỏi cũng biết luôn nha mọi người. Đây, cô gái cao nhất của trong team chúng ta. Trời đất ơi. Ok, rồi mau của tôi nè mọi người, tôi đọc thử coi. Ai là người gấp tại nhất Hero Team? Theo ai là không ai hết, không ai gấp tại hết. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà ok, mình sẽ coi thử. Đây, mình sẽ qua chỗ này thử coi. Không ai. Chuẩn luôn nè. Đấy, ok, tiếp theo. Ai có giọng nói hay dữ nhất? Ủa, hay dữ nhất? Theo mình chắc chắn là Cairo rồi, chắc chắn luôn. Cái này là hai vụ nhất. Trời, giọng ông như con dịch á. Trời đất ơi, cứ cái quẹp vậy. Ok, có ai trong heo team từ trưởng team của team khác không? Hình như heo cây được nhớ đó chính là hình như là có Sigo thì phải. Ok, câu này cũng hơi bị cứng với mọi người. Thế đúng hả? Cái bắt cua vô thiệt luôn rồi đó. Đúng luôn nè. Wow, trời đất ơi, đỉnh dữ rồi. Ok, rồi cái gì đây? Ai, gì ta? Nhà của ai khác với mọi người nhóc trong làng Hero Team? Nhà của ai à? Shiro, Camui Noob và Sammy. Cho cây đoán á. Đấy. Shiro. Ủa mà cây chọn lý do tại sao? Cây có biết lý do không? Là trong làng Hero Team á, là nhà của Shiro là nhà chó sói. Còn nhà của... Này thì cái tật nhảy bừa chưa đọc câu hỏi là đúng rồi các bạn ơi. Bởi vì nhà Shiro là nhà một đầu sói với mọi người. Rồi, linh vật của ai khác so với mọi người. Trời, cái này rất là đơn giản luôn mọi người. Đó chính là Camui. Bởi vì trong tất cả mọi người ai cũng là gì ta, động vật, nhưng Camui là thực vật mọi người. Camui là cà rốt mọi người ạ. Đấy, ok. Rồi tiếp theo có gì đây? Linh vật của Simi là có gì? Rồi, cho cây đoạn đó. Gì Banda ba? Trời ơi, có một cái điều rất là thú vị là như này. Tên của mình á là mèo Simi, nhưng linh vật của mình không phải là mèo, mà linh vật của mình nó chính là bé gấu tuyết Cute. Đấy. Đó, Simi chưa bao giờ là mèo. Đúng rồi. Các bạn là map này hiểu bọn mình ghê luôn á trời. Hiểu thật sự. Đấy, trước làng Hell Team
chức là Hero Team ai là à trong trong là Hero Team ai là người chưa có nhà? Cái Kai với Sam chắc luôn, Kai với Sam, tại vì Kai với Sam thật ra là nhà mình ở chung nhà với Sim á mọi người, nhưng mà tại vì cái nhà mình ở chung với Sim là màu xanh nên là mọi người cứ bảo đó là nhà của Sim cơ mà không ai chịu bảo đó là nhà của mình á. Kairon và Sammy hình như là vậy á mọi người, chính xác. Tinh tò rồi rồi, ok câu hỏi tiếp theo nè, tổng từ đầu tới cuối Hero Team có bao nhiêu thành viên? Ủa là sao? Là tính là từ đời đầu luôn á. Từ đời đầu á thì từ đầu tới cuối Hero Team có chắc chắn được là 8 rồi. Chứ sao, đúng không? Chính thành viên. Ủa là chính là sao? Từ từ coi coi. Ủa là sao lại là chính? Ủa? Khang Dừa, chim với anh à, đúng rồi, Khang Dừa. Trời đất ơi, não tôi trời mình quên mất mọi người, trời não tôi mọi người. Hero Team đã đi offline ở Hà Nội chưa? Cái Hero Team đã offline ở Hà Nội bao giờ chưa? Có, ủa có rồi mà, offline quá trời luôn rồi. Đúng rồi, ok, đây là rồi nè mọi người. Đó, ok. Ồ, kì đây. Giờ đã xong rồi, ồ, nhưng mình đã xong rồi nè. Yeah, ok. Ok các bạn, thì đây là những câu hỏi gọi là cũ trong gọi là Hero Team, nhưng mình cũng chơi lại, mình không ngờ map này cũng rất là thú vị nha. Bạn này cũng rất là hiểu về Hero Team nha mọi người. Đó, trời đất ơi. Ok các bạn, thì các bạn muốn mình với cạnh chưa chào mà. Ai chào đi, quên quên xin lỗi. Không mà đừng quên bình luận bây giờ đó các bạn. Muốn mình làm video gì tiếp theo. Còn bây giờ bye bye. À nhá. Tạm biệt.